sống hôm nay nào giống như ngày nào, người ta đâu có tâm lòng tham cá nhân, bất chấp bao thù đoan giết người không nghĩ gì. Nghĩ sao cà phê mà lấy viên trộn vào rồi bán ra thị trường, người người đâu hay cứ mua mang về uống, là nguyên nhân khiến cho bao người ung thư. Anh em gần xa nếu ai hay nghiện cà phê hãy xem bao bì họ ghi ở đâu hay mua, không nên thờ ơ chúng ta mua về là nguy, uống cho gia đình mình bao hiểm nguy. Bây giờ nào như ngày xưa nữa đâu, không ăn thì ta biết ăn cái gì, giờ đây giết nhau thế này đạo đức đâu rồi. Lời ít cho ta nào nghĩ cho mọi người mà đang tâm giết nhau, cà phê khắp nơi tuôn hết ra thị trường, cái nào có chưa biết nhiều bất an vào cùng. Mọi người nơi nơi nếu ai hay thường uống thì xem cho kỹ có an toàn hay không. Giết nhau thế này